Đề cao trách nhiệm sản xuất an toàn, bền vững là nội dung trọng tâm được Đảng bộ Công ty Cổ phần May xuất khẩu Ninh Bình lựa chọn để thực hiện chủ đề công tác năm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Sau hơn một năm triển khai với nhiều việc làm thiết thực, phù hợp, việc thực hiện chủ đề đã tạo được sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và tập thể cán bộ người lao động trong công ty, góp phần sản xuất an toàn, hiệu quả trước tác động tiêu cực của dịch bệnh. Cũng là để phục vụ việc di chuyển, song những bậc cầu thang này ở công ty lại có thêm một chức năng nữa là tuyên truyền nhắc nhở mỗi công nhân tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn, tiến độ và chất lượng. Việc làm tuy nhỏ nhưng lại giúp công ty có được sự trật tự, kỷ cương, quyết tâm và đồng lòng của người lao động, nhất là các đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Là một đảng viên thì tôi cũng đã rất là cố gắng nỗ lực trong thời gian vừa qua, luôn cùng với mọi người và nỗ lực cố gắng để lao động sản xuất, khi mà không chỉ sản xuất ở trên phòng kỹ thuật mà có thể là xuống dưới truyền tăng ca, cũng như là gặp gỡ các cái cán bộ công nhân viên mà có những cái khó khăn về ví dụ như xa nhà ấy ạ, thì cũng kịp thời động viên thì giúp đỡ các đồng chí về tinh thần. Đảng bộ công ty có hơn 100 đảng viên sinh hoạt ở 6 chi bộ trực thuộc. Thực hiện chủ đề công tác năm, mỗi cán bộ đảng viên và người lao động nơi đây đều có cam kết kế hoạch riêng đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn được giao. Với bà Phan Thị Cách y tế, việc đề cao trách nhiệm không ở đâu xa mà chính là ở việc tham mưu đề xuất các giải pháp có hiệu quả để kiểm soát tốt dịch COVID-19 trong công ty. Phương châm là an toàn để sản xuất thì chúng tôi cũng tham mưu với ban lãnh đạo để thực hiện ba tại chỗ và lúc nào cũng là cập nhật thông tin nhanh nhạy để tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên thực hiện tốt cái 5K của Bộ Y tế và kết hợp với cả nhà bếp để pha nước muối, pha nước gừng, đốt bồ kép, bò bưởi các thứ để xông. Khi mà vào công ty thì cán bộ công nhân viên cảm thấy là nó đến một cái môi trường rất là sạch sẽ và là có cái không khí rất là thơm, góp phần vào cái công việc phòng chống dịch của công ty ạ. Còn đối với Đảng ủy, Ban Giám đốc công ty, tinh thần trách nhiệm được thể hiện rõ ở sự quan tâm, chia sẻ với những khó khăn của người lao động, để từ đó có những giải pháp quyết liệt và linh hoạt, đảm bảo việc làm, thu nhập cho họ và hơn hết là để những công nhân thực sự cảm thấy an toàn và hạnh phúc như đi trên con đường này. Cảm thấy rất là may mắn được vào công ty làm, thấy có công ty trang bị những đầy đủ tinh thần cho công nhân mình làm việc thoải mái nhất, những nơi mà những con đường hạnh phúc, những nơi mình cảm thấy rất hạnh phúc, thoải mái, tư tưởng làm việc. Chúng tôi phải đặt là an toàn lên hàng đầu, nhưng trong an toàn đấy chúng tôi rất mong muốn là cán bộ công nhân viên người lao động đến công ty người ta cảm thấy hạnh phúc. Chính vì vậy mà doanh thu sản xuất của chúng tôi năm nay chỉ đạt có trên 80%, nhưng tiền lương của cán bộ công nhân viên của chúng tôi thì tăng hơn so với năm 2019 và năm 2020 là đến khoảng 5%. Năm 2021, trước những khó khăn thách thức bởi dịch bệnh, công ty vẫn vững vàng vượt qua bởi sự đoàn kết, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Ban Giám đốc, sự cần cù lao động sáng tạo của công nhân. Đây cũng là động lực để công ty tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trong năm 2022.